Anh Nguyễn Văn Kiều, một nông dân ở Bon Nờ Rút, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long, đã tặng toàn bộ hơn 2,5 hecta củ cải trắng đến thời gian thu hoạch của mình tới người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ước tính sản lượng vườn củ cải của anh Kiều từ 60 đến 70 tấn. Với giá bán hiện nay, vườn cải có thể mang về khoảng hơn 100 triệu đồng. Muốn ủng hộ hết chỗ này là 60 tấn để cho bà con ở dưới vùng dịch. Nông dân mình không ủng hộ được bằng tiền nhiều, nhưng mình có nông sản thì mình ủng hộ nông sản cho bà con. Mỗi ngày, trên cánh đồng cải luôn có khoảng 20 người hỗ trợ anh Kiều thu hoạch củ cải, với hy vọng thu hoạch nhanh củ cải để sớm đến được tay người dân vùng dịch. 2-3 ngày qua thì ở trong mình gọi thì nhiều đoàn đến là đưa bà con đến rất là đông, khoảng một ngày nào có khoảng 20 người đến nhổ là đi ủng hộ. Bà con rất là nhiệt tình để đi làm nhổ để ủng hộ cho những người dân ở dưới thành phố Hồ Chí Minh. Dù vườn cải nằm cách xa trung tâm thành phố Giang Nghĩa, nhưng trong những ngày qua, nhiều người dân không ngại đường xa vẫn tìm đến hỗ trợ chủ vườn thu hoạch cải. Cùng chung tay hướng về thành phố Hồ Chí Minh, chung tay chống dịch, thì mọi người góp công sức nhỏ để thu hoạch củ cải. Đoàn viên thanh niên của công an huyện Đắk Cờ Long cũng đã góp sức hỗ trợ anh Kiều thu hoạch củ cải và kết nối với các câu lạc bộ, tổ chức từ thiện đến lấy củ cải. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp vận tải hỗ trợ vận chuyển củ cải từ Đắk Nông xuống thành phố Hồ Chí Minh. Trong 2 ngày từ ngày mùng 10 tháng 7 và ngày 11 tháng 7 thì đoàn thanh niên công an huyện đã kết nối và cũng đã hỗ trợ và giới thiệu cho trên 5 đơn vị là đơn vị thiện nguyện đến từ Đắk Lắk, từ Đắk Song của Đắk Nông, rồi các đơn vị đến từ Gia Nghĩa, Nhân Cơ và đích thân đoàn thanh niên cũng sẽ hỗ trợ và thu gom 10 tấn rau cải và thuê xe để vận chuyển đến khu vực đang cách ly ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đến nay, nông dân Đắk Nông đã thu gom vận chuyển khoảng 150 tấn nông sản gửi tặng người dân vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh. Nông sản gửi tặng là rau củ quả được chính người dân Đắk Nông tự sản xuất, mang đầy tình sẻ chia, giá trị nhân văn sâu sắc để cùng chung sức vượt qua đại dịch.